Em nè, anh có chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì vậy anh? Anh nghĩ mình nên nói thật cho mẹ biết chuyện anh vô sinh. Mình đã nói với nhau là không nói chuyện này cho mẹ rồi mà. Mình đã lấy nhau gần 2 năm, mình đã đi xét nghiệm và cũng biết kết quả rồi. Bản thân vợ chồng mình cũng cố gắng chạy chữa nhiều nơi nhưng vẫn không được gì hết. Sao tự nhiên anh lại nhắc tới chuyện này? Em nè, anh thật ích kỷ nếu như anh giữ im lặng. Tại sao em lại chịu đựng chuyện này một mình? Tại sao vì anh á, em lại để mẹ đối xử tệ với em như vậy? Anh có nghĩ đến mẹ sẽ đau khổ như thế nào khi biết chuyện này không? Tại sao em lại hy sinh như vậy? Mẹ đối xử khắc nghiệt với em cũng vì chuyện này. Bây giờ cũng đã đến lúc mình cần giải quyết chuyện này với mẹ. Em không muốn anh buồn. Em cũng không muốn mẹ thất vọng. Cho nên Anh thật tệ, vợ mình bị chịu oan ức như vậy mà anh không bảo vệ được cho em, là để cho mẹ hành hạ em đủ điều. Vậy mà em vẫn bao dung. em không sao hết á. Nhưng mà Em muốn nói gì? anh đừng nói chuyện này với mẹ nha anh. Mẹ sẽ buồn và thất vọng lắm. Dù gì hai đứa mình cũng đã chịu đựng chuyện này lâu rồi mà. Mẹ đối xử không tốt với em, vậy mà em còn nghĩ cho mẹ. Em thật là rộng lượng. Mẹ có nỗi khổ của mẹ mà anh. Anh hứa với em, từ nay anh sẽ mạnh mẽ hơn, anh sẽ bảo vệ em, không để cho em xảy ra chuyện gì nữa. Em chỉ là cục nợ của mọi người thôi. Không, em là cục vàng của anh. Và từ đây anh bên em mãi, cho dẫu thời gian.